Em Hoàng An xin được gửi lời chào đến tất cả chị Quang thân yêu. Giờ này đang là buổi chiều thứ tư ngày 17 anh chị nhé, ngày 17 tháng 11 năm 2021. Và em An sẽ lên sóng rất nhanh cập nhật một loạt các mẫu xe mới về trong buổi chiều ngày hôm nay. Toàn là những chiếc xe đẹp, chuẩn chất đi ít thôi. Trước mắt chị là một chiếc Accent số tự động 2020 và chiếc xe đang chạy 25.000 km chuẩn, biển Bình Phước anh chị nhé. Accent số tự động 2020 đây ạ. Đó, 2020 đã vào lipo rồi và cũng vào khá nhiều phụ kiện kèm theo. 2020 màu đỏ bỏ theo xe đó, độ lipo có thứ đầy đủ hết rồi, phụ kiện 2017 nhé, sơ cua thì cũng mới lướt nhẹ thôi. 2020 đó. Em này thì để cho chị cái giá 465 triệu, chị Accent số tự động 2020 465 triệu. Đó, đã bọc đã vào lót ghế rồi chứ bên trong vẫn còn ghế lỉ zin này anh chị này, ghế lỉ zin này, ốp bậc lên xuống này đủ hết. Đó, đã dôi cho chị một cái màn hình Android này. Đó, màn hình Android rồi. Accent số tự động bản tiêu chuẩn anh chị nhá, 2020. Tiếp theo một chiếc xe đi cũng rất là ít, một chiếc Honda CRV bản L màu đen biển Sài Gòn, một chiếc xe mà chủ xe mới chạy có 5.000 km thôi, rất là tuyệt vời luôn. Đây anh chị thấy nội thất của một chiếc xe đi 5.000 km này. Đó, Honda CRV bản L nhé anh chị nhé. Đấy, em An sẽ cho anh chị xem cái đồng hồ chiếc xe này. Đây, cho chị coi nha. Hàng hiếm đấy, 5.746 km. Đúng là hàng hiếm luôn anh chị. Đó, một em xe bản L 2019, bản cao nhất đấy, bản cao nhất của Honda CRV màu đen. Đó, xe này mang biển Sài Gòn rồi, nên là anh chị nào mình hộ khẩu Sài Gòn thì mình sẽ đỡ ngay được cái tiền biển số 20 triệu. Đó, em này thì 2019 và để cho anh chị cái giá là 965 triệu chị nhỉ. Nội thất ghế da cao cấp theo xe. Đó, nội thất rất là đẹp luôn, cửa sổ trời toàn cảnh này. Đó, như xe mới đó. Đó, chuẩn đồng hồ anh chị nhá, 5.000 km quá là cọp, quá là cọp rồi. Ghế điện này, cốp điện này, bức keo nhiên liệu này, quá là ít đúng không? Đó, đây hàng ghế sau đây. Đó, đúng 5.000 anh chị nhé, 2019 mà kiếm một chiếc xe như này đúng rồi, thật không thể tin nổi. Và siêu thị ô tô Bình Dương thì chỉ thích sưu tầm những chiếc xe nó thực sự là đẹp, chuẩn chất và đi ít. Đó, xe con về Sài Gòn rồi, nên là anh chị nào mình ở Sài Gòn là tiết ngay, tiệm ngay tiền mặt số, tiền số 20 triệu rồi. Đó, màu đen nha anh chị nhé, lấy xe vừa về tức thì luôn, chưa có làm gì cả. Rồi tiếp theo là Cerato. Cerato thì bữa nay bên em An cũng còn 4 chiếc và một cặp màu trắng và một chiếc màu đỏ bên kia, mới về 2018. Em này thì đang chạy 27.000, 2018. Nhưng mà là ghế mới anh chị nhá, ghế hai màu, 2018 màu đen biển Tây Linh. Ghế hai màu này. Đấy, 29.000. Đấy, 29.000 km. Ghế hai màu. Ghế hai màu. À, em này thì là 515 triệu chị nhá, 2018. Ghế hai màu 515 triệu. Đấy, ghế hai màu cho anh chị luôn, đẹp cực. Đó, sạc không dây đầy đủ hết, bản full 0.6 nhá. Đấy, bộ mâm này thì đã chủ xe đã sơn màu đen rồi, kiểu thể thao đấy chị, kiểu rất là thể thao. Đó, biển Tây Linh chị nhá. Đó, xe vừa về tức thì luôn, là em ăn lên sóng luôn đó. Kia Cerato 2018, ghế hai màu. Cuối 18 rồi anh chị nhá, nó sẽ ra cái mẫu này. Đấy, form dáng thì giống nhau, option giống nhau thôi, chủ yếu là khác cái ghế đây chị nhé. 2018. Đấy, giống như Morning bản S đấy ạ. Đó, kìa đẹp luôn. Rồi tiếp theo một chiếc Hyundai Accent màu vàng đồng 2018, số sàn bản đủ, em này đang chạy 42.000 và sở hữu một cái biển số cực kỳ là đẹp, 60A96769, 2018, số sàn bản full đây chị nhé, số sàn bản full vỏ theo xe, 42.000. Đấy, anh chị có thể thấy không? Mới tinh luôn đúng không? Đấy, chén cửa về mưa phim cách nhiệt vào hết rồi, tất cả vỏ theo xe anh chị nhá. Đấy, 42.000 vỏ theo xe này. Đấy, em An chỉ kiếm cái đết vỏ ha, đết vỏ chắc có làm bên trong rồi, nhưng mà vỏ theo xe hết rồi chị ạ. Em này thì đã được bọc ghế da cho chị này, ghế da này. Đấy, trần này. À, quý hàng rất là chuộng trần luôn đúng không ạ? Có cam hành trình rồi. Xe cũng mới tinh luôn, vừa về tức thì nên là lên sóng luôn để phục vụ anh chị. Hai chìa điện đầy đủ hết anh chị nhé,
chủ xe ký bán thì bên em anh chị có thể để ủy quyền đi bình thường. Đây 42.000 này. 47.000, chị nói chị 47.000. Vừa về luôn. Lên sóng luôn cho anh chị. À. Bán đủ đây. Đấy, ghế da xịn sò nhá. Ghế da hai màu luôn. Các lách cửa này cũng bọc lại ghế này. Mới tinh hết, tất cả là vỏ theo xe. Máy móc keo chỉ là zin, không mất phân keo mà chỉ nào hết ạ. 2018 anh nhỉ. Em này để cho chị giá 375 triệu 2018, biển xe biển Đồng Nai, biển này cực kỳ đẹp này. Anh chị nào mình ở Đồng Nai là giữ cái biển số này rất là ok. Đó, biển 60A96769. Chủ xe mới đăng kiểm lại cho anh chị này, tháng 4 2023 nhá. Đấy, tuyệt vời chưa? Tháng 4 2023 phí đường bộ cũng vậy. Tiếp theo một chiếc Stelato 2018. Và em này là 40.000 km chuẩn, biển Đồng Nai. Biển Đồng Nai màu đỏ này, 40.000 km chuẩn. Khám phí tháng 7 năm 2022 cho anh chị luôn. Đấy, màu đỏ này. Bốn mắt cảm biến trước sau. Ngập tràn các mẫu xe mới về đúng không ạ? Đó. Vỏ theo xe chị nhá. Đấy. Em này thì ghế nội thất ghế màu kem. Giống như chiếc màu đen mà chưa nay em ăn có lên sóng ấy, 45.000. 943 km. Đấy, rất là chuẩn nha anh chị nhá. Đấy. Và em này thì bên em đang chào bán mức giá là 508 triệu cho mẫu xe Kia Cerato màu đỏ, thì quý hàng sẽ chuộng hơn so với màu đen. Đấy. 2018 anh chị nhá. Đấy, 2018. Kia Cerato 2018.6 full. Đó. 508 triệu. Cực kỳ đẹp. 45.000 chuẩn. Đó. Fortuner dầu này thì em An cũng đã nhận cọc 10 triệu rồi. Một chiếc Orlando, Chevrolet Orlando này thì là 2017 đăng ký 18. Chạy chuẩn 45.000 anh chị nhá. 445 triệu này. 7 chỗ ngồi, số tự động. Chevrolet Orlando. Đó. Rồi em An vừa gửi đến tất cả anh chị và thân yêu rất nhanh một loạt các mẫu xe mới nhất cả bến siêu thị ô tô Bình Dương trong buổi chiều hôm nay, buổi chiều thứ tư ngày 17 tháng 11 năm 2021 anh chị nhá. Và chị Quang thân yêu của em An quan tâm về bất cứ mẫu xe nào thì lên trực tiếp siêu thị ô tô Bình Dương để xem xe và tư vấn giá. Một nữa cảm ơn chị rất là nhiều và hẹn gặp lại anh chị ở những mẫu xe tiếp theo. Bên em thì cũng còn rất nhiều các mẫu xe anh chị nhá, tha hồ cho chị lựa chọn. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại anh chị. Xin chào.